đỏ. Rồi bây giờ nè, anh Khải nè, không có cần đi nhiều đâu anh Khải, nhìn là biết rồi, chỉ cho anh luôn nè, bài nè, là chứng minh là cái nước phèn của anh nó quá nhiều. Bây giờ là anh phải kiếm cái thước đo độ mặn của nước, anh coi cái nước ngoài sông coi nó hết mặn chưa. Vùng mình của mình Hậu Giang gần biển anh... Một cái hiện tượng này nè anh Khải nè, là anh Khải thấy là bên kia nó bị đỏ lá vậy nè ha. Một vàng của mình nó bị đỏ lá ha. Rồi cái lá của mình nó bị quéo lại, là nó bị phèn dữ lắm. Và khi mà anh rải vôi là nước phèn á, phèn mà nó tới nó váng dầu luôn là anh biết rồi ha, là phèn dữ lắm. Cá chết luôn anh Khải ơi. Phèn dữ lắm, và nó dẫn tới một cái hậu quả là cái trái này nè nó bị đứng lại luôn. Nó bị đứng lại luôn, nó không lớn luôn. Thì là ảnh có rải vôi rồi đó anh Diễn. Có rải vôi rồi, khi rải vôi thì tưới nước lên thì nó rút cái nước xuống ở dưới cái kinh này, nó làm nó vàng hơn. Đây, bà con thấy, chứng minh cho bà con thấy là nước axit quá đậm nên là thành ra con cá nó cũng ngủm luôn. Ngủm luôn quý vị ơi. Trời ơi, không biết là mình xuống đây mình tắm mình có ngủm không ta. Chắc không sao đâu. Anh Khải, bây giờ dài anh Khải hút cái nước qua cái máy bơm, anh chuẩn bị bên kia anh hút trước đây. Hút luôn rồi. Anh Diễn cho cái bộ sản phẩm tăng pH của mình cộng với lại cái thằng xô nuôi trái mít 20kg đi. Cho thêm cái thằng humic vô luôn. Chết luôn rồi đó. Dạ. Còn đường nào mà sống nổi. Ha anh Diễn ha, cho cái thêm này. Cái thằng humic với thằng Mirotrico vô luôn. Này cộng vô humic cộng với Mirotrico. Điều hòa pH luôn. Tăng cái lượng mà vi sinh cho nó. Ừ. Tưới cái pH trước. Quá trời nhiều. Tưới chung luôn cũng được, tưới chung luôn, pha chung với thằng xô nuôi trái mít luôn. Cái bên kia là nó có được cái lượng cỏ, nó cũng giữ được cho mình cái tầng ẩm và nó thải ra cho cái mít nó cân bằng pH, cân bằng được. Trời ơi cái nước. Giờ anh thấy quan trọng việc giữ cỏ chưa? Cái cỏ rau trai này là không có nên giữ nha, mập quá trời đi à. Đúng rồi, cỏ rau trai là cỏ rau trai, lấy cái cọng tơ tơ ý, cọng nhỏ á. Rồi bây giờ nè anh Khải nè, không có cần đi nhiều đâu anh Khải, nhìn là biết rồi, chỉ cho anh luôn nè, bài nè, là chứng minh là cái nước phèn của anh nó quá nhiều. Bây giờ là anh phải kiếm cái thước đo độ mặn của nước, anh coi cái nước ngoài sông coi nó hết mặn chưa. Vùng mình của mình Hậu Giang gần biển, anh chịu khó giùm em đi. Đấy rồi anh, nếu mà bên đó nó hết mặn rồi anh rút cái nước này ra, anh cho cái nước khác vào, dĩ nhiên cái nước ở ngoài sông á là nó sẽ trung hòa pH hơn đúng không, nó đỡ phèn hơn, cụ thể là đỡ phèn, đỡ chua hơn đi ha anh, ok chưa. Rồi mình cho cái nước khác vào, rồi về mặt á là cây cối anh coi là nên tới nổi mà nó quéo luôn, rễ nó không có thể nào mà nó bung ra được á. Rồi về mặt mà để dưỡng bông mà dưỡng trái để cho cái nhóm này là mình có ăn nè, là giờ mình đang có xô nuôi trái mít 20kg đúng không, một xô đó anh cộng với, để coi một cái chai nâng pH của mình là cộng 400 hả anh Diễn? 400. Để coi, vậy là một xô đó là 10.000 lít nước, là mình cộng mấy chai? 10.000 lít nước, kêu giờ biểu cho anh mấy chai. Cho 500 đi, cho 500 đi là 10.000 á, 10 là chai. Nó ra 10, chai, 20 nó ra 20 chai. Chai. Ừ. Nó ra 20 chai. Để nâng pH. Rồi á là anh pha chung trong cái xô, rồi anh cộng thêm thằng Mirotrico và cộng thêm thằng humic Hoa Kỳ vô giùm em luôn để kích thích cái thằng rễ này lại luôn. Tại vì bà con thấy nè, cái biểu hiện là cái đọt nó quéo nè anh Hải nè. Cái lá này nó nhỏ, nó quéo không phải do nhện nha, mà do rễ nó yếu dữ lắm, nó không có bật ra được nè ha. Thì là thứ là anh tưới cái bộ đó giùm em. Có thể là tăng pH là mình tưới một lần thôi, nhưng mà cái sổ xô nuôi trái mít đó là anh phải đi định kỳ tầm khoảng 5-6 ngày là đi một lần để cung cấp dinh dưỡng lại. Và đối với cái vườn này của mình là phải bỏ luôn cả thằng humic Hoa Kỳ trong cái bộ xô nuôi trái vô luôn nha, mới được, mới im. Chứ trái thì nó đang đứng, cũng không tới nỗi nào anh, có một số cây thì nó bị đi về nơi xa thôi. Trời, bông cũng quá tí ha anh Tân ha. Cái này bữa anh Khải mình cũng ngưng tưới nước mất 10 ngày chứ ha. Ừ. Bị có nghĩa là ra bông mà không nước không tưới được hay sao? Nó khô nước. Dạ. Còn nước ngoài sông kia không dám tưới. Mặn. À. Cái này mặn là do từ cái sông Bạc Liêu lên chứ không ra, từ cửa sông Bạc Liêu không? Anh thấy không có nước tưới cái trái nó cũng hình thù, nó cũng không có được ngon lành hay không? Nó bị khô á. Bị khô, nó bị ấy hết. Ừ. Nó dị dạng hết.
cái giái mít mà nó cũng không được đẹp nữa. Có cái giái không cũng không được đẹp nữa ha. Ai biết gì rồi. Rồi giải pháp vậy thôi, đơn giản rồi giữ cỏ lại giùm em. Cái mấy cái cỏ rau trai này tạm thời để vậy, nhưng mà kiếm cái rổ rau trai cộng nhỏ nhỏ á, ta bật vô. Cái thêm nữa anh Khải, chiều nay hút cái nước này ra đi, lấy nước hút xong đi vô, giờ nước xong hết phèn, hết mặn rồi đó. Hết mặn rồi. Giờ rút lấy cái máy bơm ra, bây giờ máy bơm anh hút ra trước đi. Thì anh giờ anh hút cái máy bơm ra, anh hút từ cái nước này ra thì có mưa đi nữa thì nó cũng đỡ được cho anh phần xả phèn chứ. Anh đẩy cái máy bơm ra, đẩy cái xong rồi lấy cái nước xong vô. Hổm là làm được khô rang, hai tuổi táo khi máy làm khô rang luôn đó. Khô rang. Ờ, rồi cái đẩy nó kia vô. Ờ. Cái gãy cái nano đó. Dạ. Cái đầu tưới lấy nước kia này kia đó, tưới đẫm cái luôn. Dạ. Hèn chi cái lá nó xanh bóng nè anh Diễn. Lá nó xanh trở lại, bữa nãy cái kim nano lá nó xanh trở lại chứ. Nó cũng có phần chúng. Hai bữa sau có lại nó bị xỉu chùm cơm thẳng. Tại vì nó đang tức nước á. À. Nó đang 2 ngày sau. Dạ. Nó đang tức nước á. Khô quá cái bắt đầu mình dập nước vô á. Cái nào mà đi đục non nhiều rồi nó bị. Dạ. Nó bị mệt á. Rồi anh nắm chưa? Là thằng Sonutrimix cộng với 4 humic Hoa Kỳ 4 Mirotrico cộng với lại là 20 chai tăng pH để mà bỏ vô pha với 10.000 lít nước, anh tưới cho em một cây như vậy. Ok, chị lấy thằng tăng pH thôi. Là cái thằng tăng pH đó là nó vừa tăng pH đất nè, nó vừa tiêu diệt cái thằng nấm khuẩn có hại cho cái vườn của mình luôn nha. Rồi là nó xua đuổi kiến cho mình luôn, nó không giết kiến nhưng mà nó xua đuổi kiến luôn, rất là hay nha. Cái đó mình vô bồn mình tưới được không? Dạ được luôn, nhưng mà để tiết kiệm chi phí thì này nó chưa có lan rễ ra tới ngoài đây, thì nếu mình chịu khó thì mình cầm cái ấy. Bữa mình tưới giùm em cái vườn này mà anh tưới xua anh hả? Anh tưới bằng bét ha. Cái này là ăn tới ngoài chứ. Nhưng mà chứ bây giờ tưới nó còn phí phạm lắm, cái ấy nó còn ở ngoài đây mà. Không, để nó giờ nó tới ra ngoài này luôn á. Tới chưa? Chứ là bông là nhiều rồi, bông là ok rồi. Với hai cái nữa là cái này nó đưa xuống vô gốc luôn, vô tới gốc luôn. À kéo vô gốc được không? Luôn rồi. Dạ. Lọt xuống mương luôn á. Ừ. Thì đó, để mình tưới làm sao mà đó cho cái lượng nước nó tập trung vô ở trong cái phần tàn của mình là ok cho cái việc mình tưới tiêu. Khúc bên kia bị, khúc bên này không khúc bị. Bên này, khúc bên này không bị nè. Khúc bên này đỡ hơn nè. Có cỏ rồi này kia nè. Sượng lại liền. Sượng bông liền. Không có nước, không hấp thụ được dinh dưỡng. Dạ, nó sượng bông. Như mấy cái này chị Oanh với anh Diễn. Ừ. Mà mấy cái này mình có thể có cái gì mà để xịt cho nó kéo ra luôn không? Cho nó đi ra mạ. Zero combi. Giờ nó ví dụ nó xanh, nó cứ sượng gì hoài nè. Rồi. Bông này là nó phải lớn rồi. Nó lớn rồi, tại vì bông này là gần cả tháng, trên tháng gì rồi. À. Không có nước tưới với lại rễ nó bị phèn quá đó anh Tân, rồi nó cũng không hấp thu được dinh dưỡng á. Cái như cái này, hai cái này khác nhau, như cái này là bông nó sáng nó ra sau này nè. Rồi anh mở cái lá kia em coi coi. Là cái này nó ok nè, còn như cái bông này là nó xanh. Kiểu như nó bị sượng á, sượng. Nó xanh mà nó xanh đen gì luôn nè. Nó bị sượng đó anh. Ờ là được, cái bông đó phát. Dạ đúng rồi. Bông hoài luôn á. Tính ra nó đứng vậy là chắc cũng tháng hả? Tháng này từ lúc mình xuống ngay cả tháng. Ừ. Rồi, nãy là em nói cái phần dưới gốc ngang, còn cái phần ở phía trên đó là cái này bắt buộc phải cho amino vô, nó mới đỡ sượng. Amino rồi combi tạo đỏ với lại cái thằng mới phun rồi phải không? Ừ, mới phun hôm nay đó chừng 3 ngày, 4 ngày. Rồi, ok, giải pháp nó là vậy đó. Còn cái nước ở trong mương như vậy á, nước mà cá nó cũng xỉu luôn, em cũng xỉu với nó luôn. Rút ra rút vô đi anh. Rút liên tục ra vô mới được anh. Mình đặt thu của vùng này là vậy là mình phải chịu rồi. Quá tí phèn bà con. À. Cái bông bây giờ vẫn để trái được bình thường anh. Cái cổ còn cổ sâu nữa mà. Ví dụ như một cái chùm bông như thế này, một cái chùm này nó ra là 3 trái, 4 trái, mình có thể cái trái đầu nó không có lớn thì mình có thể là lấy trái sau mà. Nó còn ủ thêm mầm bông nữa. Ừ. Nhưng mà giờ thấy ấy cái sao cho cái này nó đẩy. Cho nó đẩy là mạnh ra, cho nó đẩy mạnh ra. Dạ. Mập lên nó mạnh ra, nó sáng lên. Nó đứng gì hoài luôn à. Dạ dạ, đúng rồi. Phải coi có cách nào không chỉ đằng giờ thì cứ giờ phun rồi combi amino cho nó đưa vô nó dưỡng thôi. Dạ mới. Dạ. Ok anh cứ phun đều giùm em 5-6 ngàn lần, người ta phun 7 ngàn anh phun 5-6 ngày, chẳng hạn như cái bông này, dạch cái bông này anh Diễn. Bông nào? Camera nè, đầu này ha. Ừ đó đây. Bông đó là nó đang đưa sừng đúng không, đủ dinh dưỡng vô là bắt đầu nó sẽ ấy ra, đưa nó nuôi ra okay. Bự ra nha. Đó, bông cái không đó, bông cái mà. Ok chưa? Với vàng quá rồi, vàng em còn muốn xỉu huống chi anh là chủ vườn. Như cái này gì là ok, còn
mấy cái này là nó xanh quả như thế này là... Cái này bây giờ chờ nó tiếp tục, bây giờ phun ra thì cử sau. Cái cổ bông sau nó mập mà, yên tâm. Nè phun thôi. Làm bông mà thấy là thành công rồi á anh Khải. Cái vườn này làm bông mà thấy thành công đúng không? Như cổ anh đúng không? Hai người trồng cổ rồi. Chỉ có là gặp cái vụ mà phèn với mặn thôi đúng không? Diễn coi nè, diễn coi mấy cái bông này thấy đã không? Nó mới vừa ra chừng khoảng cỡ nó ra 100%. Là hết nước tưới rồi mình với mương. Cổ cỡ như vậy là hết nước tưới luôn hả? Rồi bắt đầu từ đó giờ là nó nằm cái đầu tưới nước vô là nó sáng sáng lại. Dạ. Được lâu thời gian gì có mấy ngày đâu rồi bị cái tình trạng này. Rồi. Phèn quá. Là nó sự sượng lại nữa. Ok em hiểu rồi. Coi được, bữa hổm coi được, có hổm xuống là cỡ này nè. Hổm xuống cỡ này giờ tới giờ nó cũng đứng luôn. Đứng luôn. Đứng luôn vậy. Không chùm lớn luôn. Nó không lớn mà nó cũng là từ ngày nó bông giờ là 2-3 tháng rồi đó. Nó bị kiếp nạn phèn quá anh ơi. Có hổm xuống là lo giường anh Tân, im giường anh Khải, giờ xuống em lo giường anh Khải, im giường anh Tân. Không, mà cái cổ bông này là ok, bây giờ kéo lại ra bình thường mà, không sao hết. Không sao hết, yên tâm nghe. Cây mà nó đỏ đỏ như vậy đó là bông là nó đen luôn á. Cái cây đó giờ mình cứu nó thôi, mình bỏ bông nha. Cây đỏ đỏ đó đó nha. Mình cũng nói diễn rồi đó là tính tháng 7 nó làm rồi đó. Cứu nó được thì tháng 7 là... Cứu được, cái đó nó còn đọt á. Cho lượng nước ra vô đi. Bông đẹp quá trời, bông sáng quá trời sáng luôn mà. Bông này còn ok lắm. Này đẹp lắm. Bông này... Thì nó đều cái khung đó luôn á. Đều nguyên khung. Thiệt. Đổ sâu vô chút nữa coi. Đất không ạ?